Chuyện người đá cầu pháp. Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện có thực. Cách nay khoảng 10 năm, có một gã hình dung cổ quái, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, ăn mặc thì lôi thôi, quần áo lam lũ, thân cao khoảng 5 feet, người khẳng khiu như que củi, sắc mặt không đổi thay. Ngày đó, gã tới cổng lớn của chùa Kim Sơn, rồi ở đấy, gã ngồi tựa lưng vào tường. Gặp phải lúc trời mưa lớn, gã vẫn ngồi yên bất động. Có người bảo gã đi nơi khác, gã vẫn nín thinh, không thèm để ý tới. Chừng 3 ngày sau, tôi ra cổng chùa coi thử. Gã không hề nói chuyện với ai, vậy mà gã lại bắt chuyện với tôi. Tôi hỏi, gã họ gì? Gã đáp, họ Thạch. Tên gì? Gã đáp, tên Nhân. Lại hỏi ở đâu tới thì đáp, ở trên núi xuống. Khi hỏi đến để làm gì thì đáp rằng, đến để cầu pháp. Tôi mới bảo, ở đây chúng tôi chẳng có pháp nào để cầu cả, anh đến như vậy sẽ thất vọng. Gã trả lời, tôi chẳng bị thất vọng đâu. Hỏi han như vậy xong, gã theo tôi vào chùa Kim Sơn, rồi cùng theo đại chúng, khi ngồi thiền, khi ngủ nghỉ, nhưng tuyệt đối gã không ăn, không uống, không cả việc tiểu tiện hay đại tiện, thật là một gã kỳ quái. Ngày ngày, gã ngồi yên tọa thiền, không nói năng, không cử động, trông gã tựa hồ như kẻ bị ngộ độc. Cũng giống như kẻ đến để ngồi giỡn chơi. Gã giấu trong mình một khúc than củi, hỏi đến thì gã nói dùng khúc than đó để giữ hơi ấm. Gã ở tại chùa trong mấy hôm, hoạt động chung với đại chúng. Mọi người ở thiền đường dụng công, gã cũng dụng công. Khi tất cả lên lầu ngủ, gã cũng lên lầu ngủ. Mọi người sợ gã ăn cắp đồ đạc, nên cho người bố trí canh gác gã. Và trong lúc gác thì người gác cũng nghỉ ở ngoài cửa. Phòng khi gã mở cửa đi ra thì người gác có thể phát giác ngay được. Bỗng một hôm, không ai thấy gã người đá đâu cả. Người gác rất lấy làm lạ, không biết gã dùng cách gì mà đi khỏi chùa, không ai hay biết. Câu chuyện này chúng ta phải giải thích ra sao đây? Người đá còn biết tới Kim Sơn Thánh Tự để cầu pháp, huống chi chúng ta, vốn là vạn vật chi linh mà không cố gắng học pháp, chẳng là đáng tiếc hay sao? Ha ha ha, 问什么的说。